Chào các bác nhá. Chào mừng anh em đến với kênh YouTube của shop Tân Ánh nhá. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ mới lại 5 đầu số điện thoại của shop nhá. Nhà mạng mới đổi đầu số thì tôi đã cắt lại số cho đúng rồi nhá. 0383 0393 0385 0702 nhá, các đầu số mới. Anh em vui lòng liên hệ trực tiếp. Như các bác đã biết, shop Tân Ánh là chuyên cung cấp quần áo bảo hộ bắt ong cho anh em nhé. Thì ngoài cái mẫu hàng rẻ tiền chất liệu bằng bạc, rồi đến hàng chất liệu cao cấp là bằng da, màu cái bộ rèn ri ấy, bộ rèn ri mà đầy đủ cả ủng ở khăn tay đấy, thì anh em cũng rất là ưa chuộng. Nhưng mà một số các bác cũng còn có nhu cầu cao hơn, là cần một cái bộ mà nó cao cấp hơn, ưu điểm hơn nữa nhé. Thì shop đã phải tìm tòi và đã nhập được cái hàng cao cấp hơn, đáp ứng nhu cầu của anh em, phục vụ anh em nhé. Đây là cái bộ quần áo bảo hộ bắt ong, như anh em thấy là bộ này là không có bao bì nhá, không có bao bì, chỉ có gói buộc vào như này thôi. Thế khi gửi hàng cho anh em thì sẽ bỏ vào trong bao tơ dứa để bảo quản hoặc là hộp giấy nhá. Thế còn thực chất bộ này là bộ không có bao bì như này. Hàng này là hàng làm thủ công, làm rất là kỹ, hàng chất lượng kỹ càng nhá. Đây. Xin giới thiệu đây các bác này, đây là cái miếng này, cái miếng ô thoáng phía sau lưng. Cái viền này là chỉ là viền bằng vải, bằng da thôi. Thì có bộ thì nó may viền đỏ, có bộ may viền xanh, có bộ thì may viền đen, có bộ thì may viền xám xám. Thì nói chung là mỗi bộ nó một màu nhé. Xin giới thiệu cụ thể với các bác cái bộ này. Bộ này thì anh em cũng đã thấy rồi, nhưng mà cũng rất ít gặp. Anh em rất là chuộng bộ này, nhưng mà hàng này là hàng tương đối là hiếm, đặt rất là lâu mới có hàng, mà nó cũng có số lượng ít, không có số lượng nhiều đâu nhé. Hàng này là hàng kiểu như là làm may thủ công ấy anh em nhé. Đây, đây là cái đây cho anh em xem cụ thể ra ngoài này nhé. Đây, cái này ấy, nó là chất liệu bằng vải, chất liệu bằng vải nhá, bằng vải bò, nói chung là vải bò, vải kaki, vải bảo hộ rất là dày, rất là dày đấy, rất là dày nhá. Đây là cái kết cấu của cái bộ quần áo bảo hộ này nhá. Cái quần áo bảo hộ này đây. Như anh em thấy này, bộ này thì cũng liền thành một khối, liền thành một khối nhá. Phía áo này, phía quần này, găng tay này, đều là may liền một khối hết nhá, đều may liền một khối đấy. Mũ chụp trên đầu cũng là liền luôn. Thì giờ tôi sẽ giới thiệu cho anh em từng cái phần nhỏ một để anh em nắm được cụ thể là nó như thế nào nhé. Đấy, đây là cả cái bộ này nhé. Bây giờ đầu tiên là phần trên cái mũ bảo hộ đi nhé. Mũ bảo hộ này, đây là cái phía mặt trước nhé. Mặt trước là nó làm nguyên bằng cái tấm lưới này, bằng thép dày đấy nhá, anh em nhìn này, bằng thép cứng, thép dày. Cái ngoài là lớp thâu này, ở trong là lớp nhuyễn, ở trong có một lớp to nữa nhá. Và chung quanh này người ta để một cái sợi dây thừng để nó ngăn cách giữa hai lớp, cho nó ngăn cách giữa hai lớp nhá. Đấy. Cái này thì là cũng kín đáo luôn. Cái này thì kết cấu tùy từng bộ đấy, mỗi bộ nó là một kiểu ấy. Như cái bộ này ấy, thì là bên hông này, là bên tay này không ô thoáng này, có lưới phía trước mặt này, lưới phía trước mặt nhá. Cái đường này ấy là kéo khóa, chính nhỉ? Đường này đường kéo khóa nhá, là kéo khóa một đường ở giữa này. Các bác nhìn này, kéo khóa một đường ở giữa đấy. Thế còn đây là găng tay, găng tay đây nhá các bác nhá. Găng tay cụ thể là găng tay bằng da, găng tay bằng da, đấy, găng tay bằng da này. Đấy. Bây giờ tôi sẽ mở ra giới thiệu chi tiết cho anh em này. Cái đường khóa giữa này, đường khóa giữa cũng có dán nhá, cũng có dán nhá. Đây, dán nó cũng là dán suốt luôn, dán suốt luôn. Đấy. Đây anh em nhìn này, ở phía trên này này, cái đoạn ngắn này này cũng có dán này, ở phía dưới này cũng vậy, đều dán kín đáo hết. Và cái khóa này thì khóa cực kỳ là to, và cực kỳ to, chắc chắn, rất là chắc chắn nhá, trơn rất là chắc chắn. Em quay gần này đây. Anh em nhìn nhé, những cái đường may, tất cả các đường may đều dùng chỉ, nên là chỉ dây dù. Dây dù là nói cho anh em hình dung ra là
nó giống như cái dây dù mà may miệng bao xi măng ấy. Đây. Đây, anh em nhìn này, các bác nhìn nhé. Đấy, tất cả các đường may đều bằng cái chỉ dây dù to, giống như là cái dây dù ở trên miệng bao xi măng ấy, cực kỳ là chắc chắn luôn. Chỉ có cái đường ngoài này này, đường ngoài này nó đính cái miếng nhám này này, thì nó đính bằng chỉ nhỏ, nhá, đính bằng chỉ nhỏ. Thì anh em nhìn thấy sự khác biệt rõ ràng. Cái này chỉ là giữ cái miếng nhám thôi, nó không chịu được nhiều, nó đính bằng chỉ nhỏ. Còn lại tất cả các mối liên kết đều bằng chỉ to, chỉ dây dù. Đây, để chứng minh cho anh em thấy đây. Đây. Anh em thấy cái phần này là phần nách này đúng không? Đây, phần nách này. Đấy, phần nách ở trong tay này. Anh em thấy không? Tất cả các mối liên kết đều bằng chỉ dây dù. Rất là chắc chắn. Cái này thì nó sẽ chắc chắn hơn bộ đèn di rất là nhiều rồi nhá. Vải này thì là vải dày, ong đốt không thủng. Ưu điểm của bộ này thì là giúp cho anh em trèo cây rất là tốt, tại vì nó mềm, nó không cứng như bộ kia. Bộ kia cái ủng nó quá cứng, trèo cây nó khó. Mà khi bộ này anh em trèo cây ôm vào cây tụt xuống thì thoải mái luôn, không có sợ bị rách, chứ không phải sợ bị rách. Thế còn bộ bằng da kia thì nó rất dễ là rách. Đây, anh em thấy này, tất cả các mối liên kết giữa phần quần và phần thân áo trên đều là bằng chỉ dù to, chỉ dù lại to đấy. Anh em hình dung như là cái đường may trên bao xi măng ấy nhá, chỉ rất là to nhá, chắc chắn. Đây nữa, ô thoáng này, ô thoáng may làm hai đường luôn, may hai đường đều chỉ to hết. Cái này là cái ô thoáng phía sau lưng này, như bộ này thì có ô thoáng phía sau lưng, nó có một cái sợi dây thừng ở giữa để cho nó cách khoảng cách chống ra. Đây là bằng cái thép tương đối cứng đấy. Đấy, thép tương đối cứng đấy nhá. Ở giữa đi một lớp lưới nhuyễn, và phía ngoài này là một lớp lưới thô nữa, lưới thô nữa. Thì cái bộ này là sẽ là cả ủng chân tay liền thành một khối, ủng cũng là may thành cái dày vải như này. Đấy, anh em thấy này, thì cái này anh em thao tác trèo cây thì rất là êm, rất là ok nhá. Kín đáo thì nó tuyệt đối 100%. Và cái loại này thì là cái hình thức kéo khóa ấy, nó kéo ở giữa, kéo từ dưới lên đến cổ như này là kín, sau là dán lại. Thì là anh em đi đánh ong chỉ cần đi một mình cũng có thể thao tác mặc được bộ này. Thế còn đối với cái bộ rèn di kia thì anh em đi một mình là sẽ khó mặc, nó kéo chéo rất là khó. Thế còn cái bộ này là kéo ở giữa thì là rất là dễ mặc, anh em một mình cũng có thể mặc được nhé. Cái này thì là nó tùy từng bộ. Nói trước với anh em nhé, nó tùy từng bộ, mỗi bộ có một quy cách riêng, không phải là bộ nào giống bộ nào. Ví dụ như bộ này đi, bộ này thì bên mang tai nó sẽ không có ô thoáng đúng không? Nhưng mà bộ này chẳng hạn thì về chất liệu thì vẫn inox thôi, không khác một tí gì hết. Nhưng mà bên mang tai này, người ta lại thiết kế thêm ô thoáng nữa, thiết kế thêm ô thoáng nữa nhá. Và phía trước mặt này này, đây, phía trước mặt này thì nó lại thiết kế là một nửa kính, một nửa bóng kính, một nửa là lưới. Thì cái này là do người buôn người ta nhặt cho mình thôi, mình cũng không lựa chọn được, họ nhặt cho mình. Tại vì đặt cũng lâu lắm, là đặt cả tháng trời mới có hàng được, mấy chục bộ thôi, không được nhiều. Thì họ ra cái nào mình nhận như vậy thôi, chứ lần sau mình sẽ đặt toàn là cái kính này vậy nhé. Đây có hai bộ khác nhau này, bộ lưới không này, bộ có cả kính này. Thì để các bác biết rằng là tùy từng bộ, mỗi bộ nó một cái kiểu cách khác nhau. Còn đâu về cái quy cách chất lượng nhé, về quy cách chất lượng này, về cái độ dày, độ an toàn thì hoàn toàn là giống nhau. Thì bây giờ tôi sẽ nhờ cậu em mặc lên cho các bác nhìn sơ nhé. Các bác rất là dễ, mở đường dán ra, dán ở giữa, mở ra giữa ra, kéo khóa ra. Thì cái này là một mình cậu em thôi, cậu ấy là sẽ tự mặc, tự thao tác được. Các bác xem nhá, em mặc cho mọi người xem nhé. Và lưu ý với các bác nhé, cái bộ này ấy, thì là chỉ có một size duy nhất thôi, một size duy nhất, không có size to size nhỏ đâu, một size duy nhất, cỡ nào cũng mặc được, to thì mặc vừa vặn, còn nhỏ thì mặc rộng rãi. Còn trường hợp nào mà anh em nhỏ quá ấy, thì sẽ có cái cách khắc phục là phải luồn một cái dây ở dưới đũm ấy để đeo lên vai cho nó thu bớt đi, cho nó gọn gàng hơn. Như cậu em này thì cao tới 1m7 hơn thì mặc là quá là đẹp rồi nhá. Đấy.
Và lưu ý với anh em nhá, khi mặc bộ này thì cũng lên đội lên cái mũ bảo hiểm vào hoặc là mũ bảo hộ vào thì nó sẽ ngon lành hơn. Em tự mặc được hết đúng không? Đấy, em cho găng tay được chưa? Em đổi găng tay này, em tự kéo khóa đi. Đây các bác nhá, cái đường kéo khóa ở giữa, đâm ra là nó dễ, nên nó dễ. Một mình cậu là sẽ thao tác được hết nhá. Đấy, em kéo khóa đi. Đó. Rồi ngửa cổ lên tí rất là dán được. Rồi dán vào. Kín rồi đấy em ạ. Kín rồi. Đấy, các bác thấy không? Nó rất là đơn giản, một mình có thể thao tác được. Tại vì cái đường này là đường nó nằm ở giữa. Rồi ở phía đây nữa, em ngửa mặt đây. Rồi kín đáo hết rồi. Đấy nha. Đấy nha, như cái bộ này ấy, thì là nó sẽ có cái lớp kính này, thì là chống ong đái rất là tốt. Nhưng mà cái bộ có bộ không, cái bộ này đấy có thêm hai cái thông bên hơi bên này, thông hơi bên tai này. Đấy, thì để các bác nắm được đây, phía sau lưng này, phía sau lưng đây. Để các bác nắm được nhá. Em đấy, em quay em di chuyển giơ tay cho các bác xem. Đấy, cái này trèo cây rất là ok rồi nhá, trèo cây là cực kỳ ok. Và cái độ chắc chắn của cái bộ này thì anh em hoàn toàn yên tâm, ong bầu rời, ong đất, ong nào cũng bắt được nhá. Đấy, xin cảm ơn các bác đã theo dõi nhá. Các bác có nhu cầu thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại shop Tân Ánh Ngọc Ánh nhá. Hàng thì luôn luôn là ship COD đến tận nhà cho các bác, đồng kiểm hàng, có nghĩa là nhận hàng, bóc hàng, kiểm tra, thanh toán tiền đấy. Số điện thoại thì các bác lưu ký đây, 5 số điện thoại của shop. Rồi các bác quan sát cho kỹ nhá.